Ok, cùng mình đến với phần 5 của những dự án có thể làm được với bộ Arduino GroKit nhé. Rồi, phần 5 này chúng ta sẽ làm một hệ thống báo cháy, báo rò rỉ ga và sẽ tự động bật hệ thống dập lửa bằng motor nước này nhé. Một dự án rất là thực tiện đúng không anh em? Rồi, hiện tại ở đây màn hình LCD đang hiện là không có lửa này và ga ở ngưỡng là 21. Ok, thì đầu tiên mình sẽ thử với lửa trước nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thử với cảm biến ga. Ở đây chỉ số ga hiện tại đang là 20. Và giờ mình sẽ thử xả một ít ga từ cái bật lửa này thử nhé. Ok, để làm một hệ thống cảnh báo cháy và tự động dập lửa như thế này thì các bạn sẽ cần đến là một Arduino này. Tiếp đến sẽ là một LCD 16:2. Tiếp đến sẽ là một em cảm biến khí ga này. Tiếp đến là một em cảm biến lửa. Không thể thiếu là một chiếc còi báo như thế này. Một em relay 5V. Và cuối cùng chúng ta sẽ cần đến là một chiếc bơm nước như thế này. Ok, mình sẽ nói sơ qua chức năng của hai em cảm biến một tí nha. Em cảm biến ga này cấu tạo từ chất bán dẫn SNO2, có độ nhạy cao trong môi trường có chất cháy nổ và có thể xuất ra hai dạng tín hiệu cho anh em, một là analog và digital. Bạn có thể điều chỉnh độ nhạy của cảm biến thông qua biến trở ở dưới này. Em cảm biến lửa này cũng tương tự như vậy, điện áp cấp là từ 3.3 đến 5V DC, cũng có hai ngõ ra tín hiệu là analog và digital. Và bạn cũng có thể điều chỉnh độ nhạy của cảm biến thông qua chiếc áp nằm bên trên này. Rồi, sơ đồ đấu nối thì mình sẽ để ở đây, các bạn dừng lại một tí để xem nhé. Ok, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết từ một ví dụ đơn giản. Giả sử như các bạn gặp khó khăn hoặc là có những ý tưởng nào mới với bộ Arduino GroKit như thế này thì các bạn để lại phản hồi cho mình biết nhé.